Và xin kính chào các quý vị nhà đầu tư. Thì do gần đây Phụng gặp được rất nhiều các cái câu hỏi của quý nhà đầu tư về việc có rất nhiều các cái chứng quyền nó lên sàn, nó tăng cứ ầm ầm, tăng trần ầm ầm, và họ nhảy vào mua, và sau khi mua thì giá cổ phiếu vẫn lên mà giá chứng quyền lại sụt giảm mạnh, thậm chí chỉ trong một ngày bay mất 20-30%, thậm chí cao hơn. Thì lỗi ở đây là gì? Chúng ta gặp phải như thế nào? Chính vì thế cho nên là hôm nay thì nhân tiện là có cái buổi là muốn giao lưu với quý vị, thì Phục đại diện cho AZFIN Việt Nam sẽ trao đổi về những cái sai lầm chết người trong cái đầu tư chứng quyền, để quý vị hoặc bạn nếu có biết thì hãy rút ra kinh nghiệm, còn nếu không ấy thì các công ty chứng khoán hay là một số những nhà tạo lập thì họ sẽ lợi dụng cái việc chưa hiểu biết này của quý vị, chưa rõ này của quý vị, và họ đưa ra những cái gì đó ảnh hưởng rất mạnh đến quý vị, và có thể nói là rất nhiều quý vị bị họ lột sạch quần áo rồi đó. Thì cái điều này là chúng ta có thể tránh được, thì AZFIN sẽ giúp quý vị làm điều này, và trên nguyên tắc là khách quan nhất, minh bạch và phải hiệu quả. Thì AZFIN luôn hướng các cái chương trình, các cái nội dung đến với quý vị theo cái phương châm đó. Và nếu mà AZFIN có lệch lạc rồi phương châm này chẳng hạn, thì rất mong là quý vị hãy phản hồi cho AZFIN để chúng tôi có thể tập trung đúng cái con đường để phụng sự quý nhà đầu tư một cách tốt nhất. Thì trao đổi về cái câu chuyện này, thì đối với đầu tư chứng quyền ấy thì chúng ta cần phải có hết sức lưu ý. Đầu tiên, chứng quyền là có cái đòn bẩy rất là cao, phải nói là có đòn bẩy tự nhiên rất là cao. Có khi chứng khoán cơ sở tăng 1% thì chứng quyền tăng 5%, và ngược lại chứng khoán cơ sở giảm 1% thì chứng quyền có thể giảm 5%. Tuy vậy, điều đó chỉ đúng với một xu hướng nhìn dài hạn, giá chứng quyền sẽ leo theo giá cổ phiếu, nhưng trong ngắn hạn thì có thể do một số yếu tố làm lệch lạc cái điều đó, lệch lạc điều đó. Thì tôi lấy ví dụ cụ thể ở đây. Đầu tiên là tôi chia sẻ về cái nguyên tắc mua chứng quyền đấy để cho thành công. Thì đây là một cái slide cắt ra trong cái clip đầu tư chứng quyền như thế nào cho hiệu quả ở trên kênh Chứng khoán TV của AZFIN Việt Nam trên YouTube. Thì để đầu tư chứng quyền hiệu quả và thực tế rất hiệu quả, AZFIN đã áp dụng rất nhiều. Và chúng tôi đạt được cái lợi suất của nó lên đến 100-200% là khá thường xuyên, chứ nó không phải là cái gì đó quá phức tạp. Nhưng nó không phải là 1-2 ngày mà nó là cả tháng trời. Thì minh chứng rất rõ là thời gian vừa qua chúng tôi cũng được các cái chứng quyền của Hòa Phát này, Techcombank này, MB này, FPT này và một số loại chứng quyền khác nữa. Thì để đầu tư hiệu quả thì có 4 nguyên tắc như sau. Đầu tiên, chúng ta hãy chọn chứng quyền của cổ phiếu được dự báo có triển vọng tăng giá tốt trong tương lai, bao gồm 3 yếu tố. A. Cổ phiếu đó phải tăng trưởng mạnh. B. Cổ phiếu đó đang được định giá rẻ. Thì khi cổ phiếu tăng trưởng mạnh thì mới có tiềm năng tăng giá mạnh. Rồi cổ phiếu được định giá rẻ thì mới có tiềm năng định giá lại và tăng giá. Rồi thứ C đó là có các câu chuyện để tăng giá. Ví dụ VPBank là một trường hợp, đó là câu chuyện về bán cổ phần tại FE Credit, câu chuyện về ký kết hợp đồng bảo hiểm, câu chuyện về chia tách cổ phiếu, câu chuyện về bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài. Hay là VietinBank, đó là có các cái câu chuyện liên quan đến tăng trưởng lợi nhuận đột biến, rồi là câu chuyện liên quan đến được tăng vốn nhà nước đó, và rất là nhiều các cái câu chuyện khác nữa. Hay là liên quan đến gọi là Techcombank, thì đó là liên quan đến cái câu chuyện Techcombank có thể ký hợp đồng bảo hiểm rất lớn trong quý 3. Bên cạnh đó thì Techcombank có thể vươn mình lên là số 1 trong các ngân hàng đó. Hay là MB Bank chẳng hạn, cũng có câu chuyện sắp tới là chia cổ phiếu 35%, đúng không? FPT có câu chuyện chia cổ phiếu, chia tiền và tăng trưởng mạnh năm nay. Hòa Phát có câu chuyện tăng trưởng lợi nhuận lên đến, có thể tăng lên đến khoảng độ gần 200% trong năm nay, đúng không? Lợi nhuận có thể vượt 30.000 tỷ sau thuế đó. Rất nhiều các cái điều kiện như vậy. Thì đầu tiên là phải chọn chứng quyền của những cổ phiếu được dự báo có triển vọng tăng giá tốt đấy. Thứ hai là hãy chọn chứng quyền có thời hạn đáo hạn dài,
thì nó sẽ giảm thiểu cái rủi ro biến động trong ngắn hạn. Ví dụ quý vị chọn cái chứng quyền nào vài hôm nữa nó có hết hạn chẳng hạn, thì phi ra cái giá của nó sẽ sát với giá thực hiện, lợi nhuận quý vị cũng không được nhiều là thứ nhất. Thứ hai ấy, nếu thị trường có chẳng may sập thì quý vị sẽ cực kỳ rủi ro, có thể mất vài chục phần trăm trong 1-2 ngày. Chính vì thế phải chọn cái chứng quyền với thời hạn dài, để nếu thị trường có xảy ra khó khăn, xảy ra biến động, xảy ra giảm giá bất ngờ thì quý vị vẫn có thời gian để giữ chứng quyền và nó sẽ trở lại sau này. Bởi vì ở Việt Nam hay trên thế giới trong mấy chục năm gần đây thì khi giá cổ phiếu giảm mạnh, giảm sâu chẳng hạn thì nó bật rất là nhanh, chứ nó không như ngày trước. Bởi vì thời đại này là thời đại của công nghệ, khi xuất hiện cơ hội thì người ta sẽ nhảy vào ngay. Chính vì thế cho nên quý vị hãy chọn cái chứng quyền dài hạn một chút thì nó sẽ giảm thiểu cái rủi ro biến động và mất mát như vậy. Và thứ ba là mua chứng quyền tốt nhất khi nào? Đó là khi có sự sụp đổ của thị trường chứng khoán hoặc thị trường điều chỉnh mạnh. Thì khi đó giá chứng quyền bị bán rất thấp, thậm chí thấp đến mức mà cái giá hòa vốn ở trên chứng quyền nó còn thấp hơn giá cơ sở hiện tại rất nhiều. Thế thành ra đến khi bật lại ấy, thì chứng khoán cơ sở bật 1-2 thì chứng quyền có thể bật 5-7. Rất là lớn, rất là lớn. Đấy là nguyên tắc thứ ba. Nguyên tắc thứ tư là giá vốn gần hoặc thấp hơn so với giá trị thị trường của chứng khoán cơ sở cả tốt. Thì chia sẻ với quý vị hôm nay, đó là một trong những cái sai lầm chết người của quý vị ở đây. Đó là mua chứng quyền khi hưng phấn cũng giống như mua cổ phiếu khi hưng phấn. Thì khi đó quý vị sẽ mua giá rất là cao, đẩy rất cao. Thì ngày hôm sau hoặc ngày hôm sau nữa, giá cổ phiếu đó nó chậm lại, nó điều chỉnh lại, ngay lập tức chứng quyền sẽ bị lỗ gấp nhiều lần so với lỗ của cơ sở là thứ nhất. Và cái sai lầm thứ hai, sai lầm chúng tôi cho rằng là sai lầm gọi là cơ bản nhất mà lại tệ hại nhất, và nó làm cho quý vị thiệt hại khủng khiếp nhất trong cái thời gian vừa qua, đó chính là cái sai lầm quý vị mua chứng quyền có cái giá hòa vốn cao hơn rất nhiều so với cả giá cơ sở. Bởi vì quý vị không nhìn vào cái giá hòa vốn này, quý vị chỉ cần nhìn ô nó tăng trần, nhìn biểu đồ kỹ thuật, quý vị nhảy đua theo. Nhưng mà quý vị lưu ý rằng chứng quyền nó vẫn là về lâu dài, nó vẫn theo cái chứng khoán cơ sở, và nó không thể lái chứng quyền không tách bạch với chứng khoán cơ sở cả. Bởi vì khi giá chứng quyền cao làm cho cái giá hòa vốn nó tách quá xa so với giá chứng khoán cơ sở thì các công ty chứng khoán, chính là những nhà tạo lập, họ sẽ bán thẳng vào đầu quý vị luôn, và họ sẽ thu lợi rất lớn. Thì để minh họa cho điều này, chúng ta sẽ cùng quay lại cái bảng giá chứng quyền gần đây. Đây ạ. Đó, đây chúng ta có thể thấy rằng cái chứng quyền ví dụ như là cái cổ phiếu Phát Đạt này, đúng không? PDR Phát Đạt. Chứng quyền này quý vị thấy rằng hôm nay nó giảm tới gần 25%. Giảm tới gần 25%. Đây, chứng quyền của Phát Đạt. Tức là giá nó là 5, à giảm 20% mà giảm mất 0.99. Tức là giảm mất 19,5%, 19,9%. Giảm rất mạnh. Nguyên nhân vì sao giảm mạnh? Vì sao giảm mạnh? Một là cái cổ phiếu Phát Đạt thì tất nhiên nó có giảm, nhưng mà làm sao mà nó có thể giữ khiến chứng quyền giảm mạnh như thế này? Đó là cái yếu tố quý vị hãy nhìn vào đây. Cái giá hòa vốn của cái chứng quyền Phát Đạt này, đây là khi nó đã giảm 20% rồi đấy. Còn nếu nó không giảm, nó với giá 5 chẳng hạn, thì giá thực hiện là 89, cộng thêm nhân 5 lần lên là 25 nữa. Thì tức là giá thực hiện để hòa vốn của quý vị, quý vị đã biết bao nhiêu ạ? Là 114.89. Mà trong khi giá chứng khoán cơ sở của nó chỉ chưa đến 80, mà giá hòa vốn những là 114.89. Giá định giá cơ sở của nó gọi là 76 đi, mà lên đến 114 đi, đúng không ạ? 114. Tức là quý vị cần cái cổ phiếu Phát Đạt này tăng tới 38 giá thì quý vị mới hòa vốn. 38 giá. Thì quý vị có thể tưởng tượng được rằng cổ phiếu có 76 mà tăng 38 giá, tức là tăng 50% đến ngày 25 tháng 8 không? Tức là chỉ còn 3 tháng mà giá cổ phiếu tăng gấp rưỡi không? Nếu giá cổ phiếu tăng được gấp rưỡi,
thì quý vị mới hòa vốn. Được chưa? Được chưa? Còn quý vị muốn có lãi thì giá cổ phiếu phải tăng hơn gấp rưỡi, tức là tăng hơn 50% chỉ trong 3 tháng. Nếu vậy có phải quý vị đang đánh bạc không? Nếu quý vị mua nó, như vậy có rủi ro không? Quá rủi ro. Đúng không ạ? 3 tháng mà tăng 50%, đấy là một điều không thể tưởng tượng được. Được chưa? Thế do đó quý vị nào mà nhảy vào nó thì cũng khác nào tự sát thôi. Hoặc là có may đi chăng nữa, trong 3 tháng nữa giá cổ phiếu nó tăng gấp đôi thì quý vị gấp rưỡi, quý vị có hòa vốn. Thế thì thà quý vị mua chứng khoán cơ sở đi, lại 50%. Có phải ngon không ạ? Đúng không ạ? Chính vì thế chúng tôi cho rằng nếu cái cổ phiếu phát đạt này khá ổn định, nó không được làm giá chẳng hạn, thì giá chứng quyền này xứng đáng. Xứng đáng với mức bao nhiêu không ạ? Xứng đáng với mức 0 đồng. Bởi vì giá chứng quyền này 0 đồng thì để quý vị hòa vốn thì giá nó cũng phải lên tới, tăng từ 75.8 lên tới 88.9 cơ. Tức là tăng tới 13 giá thì quý vị mới hòa vốn. Đấy là mua cái chứng quyền này với giá sấp xỉ 0 đồng. Đúng không ạ? Cái điều đó thực sự là... Vậy tại sao quý vị lại trả giá nó cao như thế này? Và điều nó giảm là một điều tất yếu thôi. Đúng không ạ? Tất yếu chưa? Là tất yếu. Tất yếu. Đúng không ạ? Hay là tương tự, có rất nhiều những cái chứng quyền khác cũng thế. Rất nhiều các cái chứng quyền khác cũng thế. Đây, ví dụ chứng quyền Hòa Phát này. Sớm muộn quý vị cũng bị lỗ nặng mà thôi. Đây, tôi bôi cho quý vị đây. Chứng quyền Hòa Phát, đây. Chúng ta sẽ nhìn rõ nó. Đây, chứng quyền Hòa Phát. Thông tin chứng quyền. Chứng quyền Hòa Phát. Bây giờ quý vị hãy thử nhìn nhé. Giá của nó đóng cửa là 6.49, giảm tới 9.2%. Trong khi cổ phiếu Hòa Phát hôm nay lại tăng giá mạnh. Vì sao lại có sự vô lý đấy? Đây, cổ phiếu Hòa Phát tăng tới 3.1% nhưng giá chứng quyền giảm tới 9.2%. Thì nói thẳng luôn, tôi thấy giá giảm này còn là thấp đấy. Vì sao lại thấp? Vì giá thực hiện của nó là 59.46, tỷ lệ chuyển đổi là 5:1, tức là tương đương với giá thực hiện 59.6, nhưng mà giá của chứng quyền của một cổ phiếu nhá, nó lại gấp 5 lần cái số này lên, tức là giá nó bao nhiêu? 33 cộng với 59.6, suy ra giá hòa vốn của nó là 91.91. Ngày đáo hạn là ngày 12 tháng 8, tức là còn có chưa đến 3 tháng nữa, khoảng 2 tháng rưỡi nữa. Quý vị thử tưởng tượng đến 2 tháng rưỡi nữa, giá cổ phiếu Hòa Phát có tăng được từ cái mức tham chiếu hôm trước là khoảng 65 chấm mấy lên 91, 92 không? Lên 92 không? Đúng không ạ? Trong vòng có 2 tháng rưỡi giá cổ phiếu có thể tăng từ mức 66 lên 92 không? 92 không? Thậm chí trước cái phiên này ấy, trước khi giảm 9% và Hòa Phát tăng 3.1% ấy, thì tức là quý vị phải mua với giá 7.15. Thì tức là giá cổ phiếu phải Hòa Phát phải trước đó phải tăng từ 65 lên tới 95 quý vị mới hòa vốn, tức là tăng 50% trong vòng có 2 tháng rưỡi. Cái điều này là một điều bất khả thi. Hoặc nó có khả thi chăng nữa, quý vị được hòa vốn thì quý vị thà đầu tư cơ sở quý vị lãi 50%. Đúng không ạ? Mà theo nguyên tắc của công ty chứng khoán rất hay, có 2 tháng rưỡi thế họ phòng ngừa rủi ro, 2 tháng rưỡi thế thực tế họ chỉ cần lãi độ 2-3% là họ đã bán cho quý vị rồi. Đằng này họ được những 50%. Thế thành ra cái chứng quyền này nếu Hòa Phát mà không tăng phi mã trong hơn 2 tháng tới lên được giá 91 ý, thì cái này nó ngày càng giảm giá và giảm giá cực kỳ khốc liệt, kể cả cổ phiếu Hòa Phát này có tăng đi chăng nữa. Đó là một điều dại dột vô cùng khi quý vị mua với giá này, kể cả với giá giảm tới 9.2% này. Bởi vì mua giá 6.49 này hòa vốn phải là 91.91 cơ. Đúng không? 2 tháng rưỡi nữa cổ phiếu Hòa Phát lên được 91.91 quý vị mới đến điểm hòa vốn. Trong khi thà quý vị mua cơ sở 67.4 này đến 91. Đúng không ạ? Quý vị đã lãi được 35-40% thì lúc ý cơ sở mới, lúc ý phái sinh mới hòa vốn. Đúng không ạ? Lúc ý chứng quyền mới hòa vốn đấy. Đúng không? Chính vì thế cho nên giá chứng quyền sẽ giảm là một điều tất yếu.
Và Phục cũng không hiểu tại sao quý vị lại lại mua nó. Logic gì quý vị mua nó? Hay quý vị nhìn thấy biểu đồ của nó tăng quý vị mua? Đúng không? Đúng không? Hay là quý vị thấy biểu đồ, cứ biểu đồ nó tăng nó mua? Quý vị lưu ý rằng cái này nó phải dựa vào cái chứng khoán cơ sở. Cơ sở. Dựa vào chứng khoán cơ sở. Chứ không phải là cứ thấy biểu đồ kỹ thuật chứng quyền nó lên là lên. Bởi vì khi nó cách xa quá cơ sở thì quý vị sẽ có cơ hội về bờ thấp lắm. Chắc chắn là thấp lắm. Và công ty chứng khoán thường làm một cách như này. Họ thường cho cái tỷ lệ chuyển đổi lên đến 5-1-11. Thế là quý vị nhìn chứng quyền cứ tưởng thấp, cứ tưởng ngon. Nhưng thực tế 10 chứng quyền này nó mới tương đương với một cái cổ thế giới di động. Ví dụ cái chứng quyền này. Đó. Thế thì bao giờ cho quý vị hòa vốn được chứ đừng nói đến có lãi. Và khi quý vị hòa vốn được chứng quyền, thà quý vị mua cổ phiếu quý vị đã có lãi lên đến cả 50%, thậm chí hơn. Đây, trường hợp tiếp theo của thế giới di động. Đúng không ạ? Chứng quyền này tỷ lệ chuyển đổi mỗi 11. Giá hiện tại là 10.5 một chứng quyền, tức là nhân 10 lần lên tương đương với 105.000. Cộng với giá thực hiện là 135.000 thì tức là 240.000 quý vị mới hòa vốn. Đúng không ạ? Đáo hạn là 22 tháng 3 năm 2022. Tức là cái này thì còn khá dài đúng không ạ? Còn tới 9 tháng cơ. Nhưng mà Phục hỏi rằng 9 tháng nữa quý vị nghĩ cổ phiếu thế giới di động tăng được từ 145 hiện nay, 146 hiện nay lên 240 không ạ? Quý vị nghĩ có tăng được lên 240 không ạ? Tăng được 80 giá không ạ? 74 giá không ạ? 74 giá tức là tăng hơn 50%. Nếu cổ phiếu thế giới di động này tăng được hơn 50% như thế thì lúc ý quý vị mới hòa vốn. Thế thà quý vị mua luôn chứng khoán cơ sở 146, khi nó tăng 50% quý vị lãi luôn 50%. Đúng không ạ? Tại sao quý vị này đánh cược kinh khủng như thế? Còn nếu mà chứng khoán cơ sở nó lại tăng lên 250 chẳng hạn thì quý vị đâu được có một chút xíu thôi. Lãi có một chút xíu thôi. Nhưng lên 250 nếu quý vị mua chứng khoán cơ sở quý vị ăn hơn 100 giá. Đúng không ạ? Lãi 70%. Ở những trường hợp này nếu quý vị mua chứng quyền thì đúng là 100% quý vị đánh bạc. 100% đánh bạc. Đúng không ạ? Thế thành ra quý vị phải đặc biệt lưu ý đến cái giá hòa vốn này. Rất nguy hiểm. Và như ở đây Phục đã nói rồi, giá hòa vốn phải gần hoặc thấp hơn giá thị trường lúc ý mới là cái cơ hội nó mới tốt. Thì quý vị mới lên đụng mà. Được chưa? Đúng không ạ? Đó là cái bài học gọi là xương máu. Rõ ràng cổ phiếu thế giới di động đứng im. Đứng im. Mà cái chứng quyền này giảm mất 5%. Và 5% này chúng tôi cho rằng còn thấp đấy. Thậm chí nó còn cao hơn. Cao hơn. Đúng không ạ? Tương tự như thế. VHM hôm nay đâu có giảm nhiều, giảm có chút xíu thôi. Tại sao chứng quyền lại giảm những 15% như này, mười mấy phần trăm như này, toàn mười mấy phần trăm đúng không? Toàn chục phần trăm, giảm sàn luôn. Vì sao? Vì sao lại vậy? Rất đơn giản, rất đơn giản. Đây quý vị thấy con VHM đây, giá hòa vốn của nó là 167.85. 167.85. Đây quý vị nhìn xem giá hòa vốn 167.85. Quý vị mua với giá sàn này thì giá VHM phải tăng từ 104.6 lên 167.85, tức là phải tăng 63,25 giá. Tăng 63,25 giá tương ứng với tăng 60% thì quý vị mới hòa vốn. Trong khi bây giờ tháng 5 đến tháng 9 đâu có, còn chưa đến 4 tháng mà quý vị nghĩ rằng cái này có thể tăng 60% quý vị mới hòa vốn không? Tăng 60% mới hòa vốn. Còn nếu không tăng 60% thì quý vị lỗ. Vậy thì thay vì đó quý vị mua chứng khoán cơ sở đi, nếu tăng 60% lãi luôn được 60%. Đây là một cái điều rất ảo tưởng. Càng về khi đáo hạn thì cái giá hòa vốn này nó sẽ càng trôi về gần giá cổ phiếu này. Thì khi đó quý vị lỗ là một điều đương nhiên rồi. Còn quý vị chẳng may mà bị ông nào đẩy lên có lãi, đấy là quý vị may mắn thôi. Cực kỳ may mắn rồi. Đúng không ạ? Hay tương tự như cái cổ phiếu VIX này cũng thế. Giá hòa vốn là 211.000.5 ngàn. Đúng không ạ?
Đây, VIX22101. Đấy ạ. Nó giảm sàn 9% luôn. Trong khi cổ phiếu này tăng 0,2% mà chứng quyền giảm sàn. Vì sao? Vì đây, giá hòa vốn nó những 211.49 cơ. Trong khi giá thị trường có 122.3. Tức là quý vị phải tăng 89 giá thì quý vị mới hòa vốn. 89 giá với cái cổ phiếu này tương đương với bao nhiêu ạ? 80%. Vậy, trong vòng 4 tháng tới cổ phiếu VIX có tăng được 80% không? Nếu tăng 80% thì quý vị mua cái chứng quyền giá này quý vị mới hòa vốn. Còn nếu không quý vị lỗ. Như vậy thà quý vị mua cơ sở nếu tăng được như thế thì quý vị lãi 80%. Còn mua chứng quyền quý vị hòa vốn. Đúng không ạ? Quý vị có nghĩ rằng là chỉ trong vòng 4 tháng tới nó tăng được hơn 80% để mình hòa vốn không, chứ đừng nói có lãi nhỉ? Đó. Như vậy là quý vị nếu vẫn cứ tiếp tục như vậy, đầu tư như vậy thì khác nào đánh bạc thôi. Không khác nào đánh bạc cả. Được chưa? Tương tự cái chứng quyền CHDB 2101, quý vị anh nhìn trong phục đây, nó cũng giảm sàn. Đây, cổ phiếu HD Bank thì tăng rất mạnh 2,4% mà chứng quyền giảm sàn 9%, 8,9%. Vì sao lại vậy? Quý vị anh nhìn đây, giá thị trường có 32,5 thôi, nhưng mà giá hòa vốn những 52 giá, tức là quý vị phải tăng được 20 giá thì mới hòa vốn, tương đương với khoảng hơn 60%, 65%. Đúng không ạ? Trong 4 tháng tới cổ phiếu HD Bank tăng được 60% không? 65% không? Nếu tăng 65% thì quý vị mua cơ sở đã lãi ngay này 65%, còn quý vị mua chứng quyền giá 4.5 này quý vị mới hòa vốn. Đó, gần đây các công ty chứng khoán rất hay, họ cứ phát hành như thế. Thậm chí họ đẩy trần cho vài phiên. Thế là quý vị nhìn thấy nó đẩy trần thích quá nhảy vào mua và cuối cùng đứt ngay. Đây, cho dù cổ phiếu HD Bank tăng tới mấy phần trăm thì chứng quyền giảm 9.8%, 9.8%. Đúng không ạ? Rất khủng khiếp. Được chưa ạ? Rồi tiếp theo cái cổ phiếu, cái chứng quyền Masan này nữa, CMSN2101, quý vị nhìn đây. Đây, giá hòa vốn là 182.000 đồng. Mà giá hiện nay của cổ phiếu Masan là bao nhiêu? 113.6 ngàn. Tăng 1,4% mà chứng quyền giảm tới 8,5%. Đó. Tức là để hòa vốn cái chứng quyền này thì quý vị cần phải 69 giá quý vị mới hòa vốn. 68.4 giá. Tức là nó tăng khoảng độ 62% này so với chứng khoán cơ sở. Thì trong vòng 4 tháng tới mà chứng khoán này tăng được 62% thì quý vị mới hòa vốn. Được chưa? Còn nếu không tăng 62% quý vị lỗ. Vậy thì thà quý vị mua cơ sở quý vị lãi ngay 62% nếu nó tăng lên được mức ý, thay vì chứng quyền chỉ là được hòa vốn. Đúng không ạ? Thế mà mấy hôm trước rất nhiều quý vị còn mua với giá 4.36, thậm chí cao hơn cả. Thậm chí cao hơn. Thì tôi không thể hiểu nổi là cơ sở gì mà quý vị mua như thế. Đây. Không hiểu cơ sở gì mà quý vị đẩy từ 1.5 lên tới giá gần 6. Nếu mà tương lai nó có về 1 hay 2 hay thậm chí sát 0 thì tôi cũng không lạ về vấn đề này. Tại sao quý vị lại dám đánh bạc như thế này? Đúng không ạ? Đây là đùa với tử thần rồi. Lỗ là một điều xứng đáng thôi. Tôi xin trao đổi như vậy. Và các công ty chứng khoán lợi dụng tâm lý của quý vị chỉ nhìn biểu đồ kỹ thuật mà không nhìn giá hòa vốn. Thậm chí trên các cái bảng giá các công ty chứng khoán rất ít công ty để cái điểm hòa vốn, để quý vị chỉ nhìn thấy biểu đồ kỹ thuật thôi. Thế là họ lợi dụng điều đó. Họ lợi dụng điều đó. Và họ phát hành chứng quyền, họ thu lợi nhận gần như chắc chắn 100% họ thắng quý vị. Thậm chí thắng rất đậm. Thắng cực kỳ đậm luôn. Đúng không ạ? Đó. Quý vị hãy lưu ý về những cái điều đó. Đó. Không nó sẽ rất rủi ro. Rất rủi ro. Đấy là những cái điều tôi mong muốn trao đổi đến quý vị. Đó, mong muốn trao đổi đến quý vị. Đây, có một cái chứng quyền tôi cho là rất rủi ro đây. Quý vị nhìn cho tôi nhé, nó vẫn đang xanh nhé. Đây, chứng quyền của cổ phiếu gì đây ạ? Đây là cổ phiếu Vinamilk, giá hiện tại là 90.5. Giá chứng quyền là 2.2. Ui, nhìn rẻ quá, giá chứng quyền sao rẻ quá. Nhưng thực sự, quý vị ơi, giá hòa vốn là 163.4 cơ.
Tức là cái cổ phiếu Vinamilk này có thể tăng được 72.9 giá không? Là 90 mà tăng được 72.9, tức là tăng 80% không? Tăng 80% trong 4 tháng tới không? Còn có hơn 120 ngày là hết hạn. Quý vị thấy nó có thể tăng 80% trong vòng 4 tháng tới không? Từ 25 tháng 5 lên đến 23 tháng 9. Nếu 4 tháng tới mà nó tăng được 80% thì quý vị mới hòa vốn thôi. Vậy tại sao quý vị lại mua nó? Nếu nó tăng được thế thì quý vị cầm chứng khoán cơ sở lãi ngay 80% rồi. Đúng không? Còn nó không tăng lên giá thì sao? Thì quý vị mất trắng. Đúng không? Vậy tại sao chúng ta lại mua nó? Tôi không thể tưởng tượng nổi nó vẫn màu xanh. Đúng không? Nó vẫn màu xanh. Rất khổ quyền. Rất bá đạo luôn. Đúng không? Đó là những cái bài học mà Phục cho rằng quý vị hãy cẩn thận. Hay đây có một cái chứng quyền CHPG của 2107. Yeah, giá 6.6. Giá hòa vốn là 92.37. Đúng không? Giá hiện tại 67.4 mà tăng lên 92 ấy, thì nó là tăng bao nhiêu giá? Tăng 25 giá đúng không ạ? 25 giá. Tức là tăng khoảng xấp xỉ 40% trong vòng 2 tháng rưỡi nữa. Trong vòng 2 tháng rưỡi nữa. Từ 25 tháng 5 đến mùng 10 tháng 8, 2 tháng rưỡi mà tăng bao nhiêu? Đúng không? Tăng 35-40% từ 67 lên 92. Nếu mà tăng được từng ý chú ý vị mơ cơ sở, quý vị đã lãi được 35-40% rồi. Còn cái này mới hòa vốn thôi. Vậy tại sao quý vị nên bỏ một đống tiền này ra để quý vị đùa giỡn với nó? Đúng không? Đây thì trên đây là tôi đã trình bày về cái rủi ro khi đầu tư chứng quyền. Thì sau đây thì quý vị và các bạn muốn hỏi đáp gì thì tôi sẽ trả lời quý vị, đặc biệt là về cái đầu tư chứng quyền này. Vì dù sao thì chúng tôi cũng là những người nghiên cứu chứng quyền này sâu và lâu nhất ở thị trường chứng khoán này. Tất nhiên chúng tôi tham gia đầu tư thì cũng có những cái thành công nhất định để có thể giải đáp quý vị mọi mặt về chứng quyền này. Đó, xin mời quý vị. Vâng, thì bác Dũng Nguyễn bảo hôm nay mình mới hiểu về chứng quyền, đúng không ạ? Vâng, AZFIN có một cái clip ở trên kênh YouTube, đó là về chứng quyền đấy, quý vị xem ở trên đó. Đó là cái clip về chứng quyền chắc là đầy đủ và bản chất nhất, hướng dẫn quý vị đầu tư như nào để thành công nếu có. Vâng, mã chứng quyền cũng rất nhiều mã hấp dẫn. Ví dụ như đợt rồi ấy, trước khi cái câu chuyện kết quả kinh doanh quý 1 ra thì AZFIN cũng đầu tư vào chứng quyền MBB, CMBB 2010, đâu đó cũng lãi được 70%. Ok, vâng. Chứng quyền thì mình nên mua ở những con có giá hòa vốn lệch so với giá cơ sở là bao nhiêu phần trăm là hợp lý? Đây, tốt nhất là giá hòa vốn gần hoặc thấp hơn so với giá chứng khoán cơ sở là chắc nhất. Và nó phải đáp ứng cả 4 tiêu chí này. Thì lúc ấy quý vị mới chắc chắn có lợi nhuận được. Phải đáp ứng cả 4 tiêu chí. Đúng không ạ? Đúng rồi, bạn Phạm Hùng có chia sẻ câu nói rất hay là tốt nhất là không nên tham gia nếu không biết. Đây là một điều rất đúng đắn. Vâng. HPG sắp chia cổ tức thì giá thực hiện về tỷ lệ chứng quyền thay đổi không ạ? Thì bạn yên tâm, HPG nếu chia cổ tức thì tỷ giá thực hiện ấy, giá hòa vốn ấy, thì nó sẽ điều chỉnh cho quý vị. Thành ra quý vị an tâm đi, không sợ cái việc là hòa phát là chia mà quý vị bị thiệt đâu. Vâng. Vâng, chào Trang. Vâng, ok. Bạn Nguyễn Hoàng Kim hỏi chưa tham gia bao giờ, nay mới có cơ hội học. Vâng, ok. Vâng, có bạn hỏi trực tiếp về cái chứng quyền thì thôi mình không trả lời trực tiếp nhé. Các bạn cứ xem cái nguyên tắc thì chúng ta áp dụng là chúng ta thành công thôi. Rất đơn giản vậy. Đúng không? Vâng, ok. Vâng, mình sẽ không xem trực tiếp từng con nhé. Quý vị cứ áp dụng nguyên tắc vào quý vị xem nhé.
thì nó sẽ hay hơn. Giá thực hiện chứng quyền thì cơ bản là các công ty chứng khoán họ có công thức của họ để họ đưa ra. Nhưng thực tế thì Phục cho rằng là giá thực hiện nó không quan trọng lắm. Giá thực hiện chứng quyền có thể thấp thì khi đó nó đặt giá chứng quyền cao, được chưa? Đúng không? Giá thực hiện thấp thì nó sẽ đặt giá chứng quyền cao, và giá thực hiện cao thì nó sẽ đặt giá chứng quyền thấp. Thì nó tùy vào cái độ chấp nhận rủi ro hay là cái độ dự phóng dự báo của các công ty chứng khoán họ sẽ đưa ra. Tất nhiên có những cái công thức nhất định để họ có thể tính ra, nhưng với cá nhân Phục thì cũng chả cần cái công thức cả, chúng ta cũng có thể đưa ra, chúng ta đánh giá, đúng không ạ? Ok, chứng quyền dài hạn thì quý vị xem này, ít nhất ví dụ nó khoảng 36 tháng đến 9 tháng chẳng hạn thì đấy là dài hạn, đúng không? Đúng rồi, thế cho nên mới mua chứng quyền khi rơi mạnh. Thì khi đó thì chúng ta được cái giá chứng quyền nó rất là thấp, do cái điểm hòa vốn nó lại còn thấp hơn cả giá chứng khoán cơ sở rồi, nó rất hay. Mà cổ phiếu này đáp ứng đủ cái việc tăng trưởng tốt, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thời hạn dài thế này chúng ta mua vào rất an tâm, hiệu quả sẽ rất cao, cả 100% thậm chí cao hơn, đúng không ạ? Vâng, bạn Lư Lập Dân thì có chia sẻ là bạn ấy trung thành với chứng khoán cơ sở. Thì việc này rất khuyến khích. Nếu mà bạn chưa nắm rõ về chứng quyền thì tốt nhất hãy tập trung vào chứng khoán cơ sở nhiều hơn. Vâng, Lộ Thúy Hằng, bạn có hỏi về chứng quyền Novaland 2003, đúng không? Thì cái này thì tốt nhất là các bạn áp dụng những cái kiến thức mà lát các bạn nghe lại cái live stream này từ đầu, thì các bạn áp dụng và các bạn tự đánh giá được, nó rất dễ dàng, nhưng nó không phải khó đâu ạ. Thực sự nó không quá khó, đúng không ạ? Đúng không ạ? CNVL 2003 đúng không? Novaland đúng không? 2003 đây đúng không? Ok. Đây điểm hòa vốn là 100 bao nhiêu ạ? 135.94 đúng không? Đúng không? 135.94. Ok, bạn về bạn cứ xem nhé, xem phải đầy đủ thông tin, xem bao giờ hết hạn cái này kia. Vâng ạ. Các anh chị có câu hỏi gì mà về chứng quyền tổng quát không thì Phục sẽ trả lời, còn về các cái chứng quyền riêng lẻ thì các anh chị lên áp dụng kiến thức vào. Áp dụng kiến thức vào thì các anh chị đọc. Thì đây ở kênh Chứng khoán TV đây để Phục đây. Thì đây kênh Chứng khoán TV đây, có cái clip chứng quyền là gì? Hướng dẫn đầu tư chứng quyền hiệu quả của AZFIN Việt Nam, đúng không? Mới xuất hiện 2 tháng thôi mà rất giúp rất nhiều nhà đầu tư kiếm cả 100% thậm chí hơn ở trên cái thị trường này, đúng không? Đây quý vị và có thể vào đây là kênh Chứng khoán TV của AZFIN Việt Nam và quý vị xem cái clip về chứng quyền này thì chúng tôi trình bày rất rõ cho quý vị rồi. Vâng, ok, rất là đồng tình với anh Trần Chính, nếu không biết thì đừng bỏ tiền vào, đúng, nghe để thêm kiến thức nhưng cũng sẽ không tham gia. Điều này Phục rất ủng hộ, bởi vì cái này thực sự là cái độ rủi ro nó cao hơn chứng khoán cơ sở rất nhiều. Thế thành ra là cũng chúng ta cũng nên cẩn thận. Ở chứng quyền thì không bao giờ nên mua theo đồ thị đâu ạ, trừ khi bạn đánh trong ngày hoặc là bạn đánh T cộng. Thì chứng quyền đánh theo đồ thị thì chứng khoán cơ sở là một phần này, rồi là theo phái sinh thì quý vị nên đánh theo đồ thị. Còn về chứng quyền thì không nên đánh theo đồ thị mà đánh theo triển vọng của doanh nghiệp thì nó sẽ thú vị hơn, rồi đánh theo cái điểm hòa vốn vân vân. Clip tới thầy Phục nói về trái phiếu được không? À, anh Nguyễn Tiến Dũng có hỏi. Vâng, ok, thì AZFIN Việt Nam thì các cái kiến thức về đầu tư tài chính, về trái phiếu các thứ thì chúng tôi luôn luôn sẵn sàng. Thì nếu có cơ hội thích hợp thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị về cách lựa chọn trái phiếu như nào cho an toàn, lãi suất lại cao và lại rất hiệu quả, đúng không ạ? Vâng, ok, đúng rồi ạ, cái này thì phải thật nhẫn. Vâng, anh Bùi Công Hiếu có chia sẻ là theo mình chứng quyền là trò đặt cửa lên xuống, nguyên lý đánh chứng quyền là chỉ mua khi nào cơ hội của mình cao, đúng không ạ? Còn mình cũng không có công thức định giá, đúng rồi ạ. Chúng ta phải mua lúc mà chúng ta có vị thế tốt, thì như AZFIN chia sẻ trong cái clip này có đầy đủ rồi. Thì trên đây là những cái nội dung Phục đại diện cho AZFIN Việt Nam chia sẻ đến quý vị nhà đầu tư về cái sai lầm chết người trong đầu tư chứng quyền. Thì rất hy vọng rằng những cái kiến thức này sẽ cung cấp cho quý vị và các bạn nhiều cái sự hữu ích, giúp giảm thiểu
Trước tiên là giảm thiểu rủi ro trong đầu tư, giảm thiểu thua lỗ, sau đó là có thể kiếm tiền được trên cái thị trường chứng khoán này. Thì câu cuối cùng thì thay cho lời kết thì Phục cho rằng quý vị hãy đầu tư cái gì khi quý vị hiểu thật rõ về nó, còn không quý vị hãy dừng lại và đừng nên đầu tư vào nó. Xin chúc quý vị và các bạn đầu tư thành công. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những lần sau.